chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi đến với làng Nôm, một trong những địa điểm mà chúng tôi đi khảo sát để cho MV Chuyện Cám Trộm Bóng. Tôi đang ở ngoài cổng thôi, nhưng mà xe chắc là chúng tôi để lại đây, rồi chúng tôi sẽ đi bộ vào bên trong. Đi. Em đi bộ để xe đấy. Ôi giời ơi. Đang đi trên đường ấy mày. Thì tìm bối cảnh đây. Tìm bối cảnh đây. Đã cổ chưa? Rất cổ luôn. Nhiều thời gian nguyên cả ngày, nhưng mà đã tìm ra được những điểm đúng rồi. Hy vọng là còn về việc làm thử thực nghĩa là ok. Cùng chúng mình nhìn lại những khoảng thời gian đáng nhớ trong quá trình thực hiện MV Chuyện Cám Trộm Bóng nhé. Sau thời gian dài tập luyện chăm chỉ, cuối cùng cũng đến ngày chúng mình chuẩn bị khởi hành cho chặng hành trình biến những trang kế hoạch trở thành hiện thực. Hỏi nặng. Cảm xúc. Sao? Nói đi. Nói như nào? Cả đoàn cùng nhau chuyển đồ hậu cần và đạo cụ tới nơi quay MV, hứa hẹn cho một sản phẩm bùng nổ sắp tới. Chào tất cả các bạn, chúng tôi đã sẵn sàng. Hẹn gặp lại ở phía. Cuối cùng thì ngày quay đã đến, cả ekip thật tất bật để chuẩn bị ghi hình cho những cảnh quay đầu tiên. Hello. Hello. Xin chào nhá. Xin chào bạn nhá. Khả năng con này có like bỏ tốt. Hai đúc quay thôi mà quay đến gần 20 lần. Hai đúc quay thôi mà quay đến gần 20 lần. Lại hiện ra ba lần bảy lượt, dù cuộc tâm vừa thoáng, nhưng nạn nhà cám gian. Tống thất thà trong ngoan, bụt thương là bụt su. Ở những điểm quay tiếp theo, nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các cô bác Phật tử mà khâu chuẩn bị bối cảnh của chúng mình trở nên thật nhanh chóng và dễ dàng. Đối với mỗi một thành viên trong đội làm MV, chúng mình hiểu rằng MV không chỉ là một sản phẩm giải trí mà còn là lời khẳng định về tình yêu văn hóa dân tộc, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về lòng tốt, sự công bằng và những giá trị đạo đức truyền thống. Với tinh thần đồng lòng, sự giúp đỡ lẫn nhau và lòng nhiệt huyết, cùng với sự nâng đỡ của rất nhiều người, các khó khăn đã lần lượt được chinh phục, biến những thử thách thành động lực để hoàn thiện MV Chuyện Cám Trộm Bóng. Tất cả những điều mà ekip đã được hoàn thành trong phận sự lần này đều nhờ trên sự giáo dưỡng của sư phụ, Chư Tăng và cô chủ nhiệm. Chúng mình xin được gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến trên sư phụ, Chư Tăng và cô chủ nhiệm, mong rằng sẽ còn nhiều cơ hội để cố gắng và hoàn thiện hơn nữa trong các dự án âm nhạc truyền tải Phật Pháp tiếp theo.